là anh ngước cổ giùm tôi thử coi, ngước lên nghe nó mỏi mỏi, nghe nó mỏi mỏi đúng không? Đúng rồi, là đứng dậy đi, quay quay tay lại sao? Đấy. Đó rồi, cái đó thì ok, rồi tay kia. Sao cái bên này như vậy nhỉ? Sao cái nào đây là bao giờ cái này bị đó, ok được rồi. Thì là này cũng bị cột sống cổ, bị cột sống lưng, tất cả đều như nhau hết nè. Rồi nhịn ăn chưa? Chưa. Nhà ở đâu vậy? Tính về nhà mới thực hiện cái đó. Đâu rồi? Ở Cà Mau. Trong lúc ở đây là đã thực hiện rồi, để cho nó hiệu quả. Ở đây thầy cũng giỏi như vậy. Chứ đâu phải chờ giờ tới nhà nữa. Tại giờ tới nhà là quên liền. Mà cái bệnh này á, mà muốn chữa cho khỏi á, là bắt buộc phải nhịn ăn. Cái đó là tôi nói đây mọi người phải kinh nghiệm cái điều đó. Không có cách nào khác hơn. Sao phải nhịn ăn thì nó cơ chế như thế nào? Nó giúp cơ chế như thế nào mà nó khỏi? Ở đây người ta giảng rồi, em có học không? Ở đây tôi có giải thích nè. Ở đây có giải thích rồi đúng không? Dạ có. Giải thích mà ngày nào cũng hò hét nghiêm túc nhưng mà mọi người không có nghiêm túc. Tại vì mọi người không làm. Lớp mình không có nghiêm túc á. Các lớp khác họ nghiêm túc. Cái bằng cơ chế tôi giải thích rất rõ ràng là ở đây cũng giải thích là rõ ràng. Bắt phải thích đi về thích lại. Và nếu mà như không làm cái đó thì không hết được. Mọi người đừng có nghĩ rằng là đến đây để được chữa bệnh là khỏi bệnh, không có vấn đề đó đâu. Mà là vấn đề ở chỗ là mình phải biết tự mà phòng bệnh của mình. Thì trong cái vấn đề phòng bệnh của mình á, mà tôi vẫn bao giờ cũng đề cập á, là phải nhịn ăn, hút không khí, hai cái đó là cơ bản. Rồi sau đó chườm đá, uống nước ớt. Thì khi mà thực hiện đúng cái đó rồi mình mới khỏi được. Chứ còn bây giờ tôi chữa này nha, là giảm liền, nhưng mà về nhà bị lại liền. Vì tôi có đau cái bao tử mà ở nhà là ăn cơm thường khi là không dám ăn ớt tôi mà nó đau liền. Thì bây giờ bây giờ tôi nói cho anh nghe ha. Là bây giờ là tôi nói anh là cái chuyện thứ nhất là nhịn ăn cho tôi. Thứ hai là uống nước ớt. Là nếu như cái bao tử mình có vấn đề thì cứ ăn không cho nó. Rồi nước ớt á, thì bỏ vô hũ da ua đó, trộn lẫn vô đó uống. Và một lần uống một muỗng cà phê thôi. Trưa một muỗng, chiều muỗng. Thì tôi bảo đảm anh hết luôn cái bao tử. Chứ đâu phải nói là bao tử là không uống nước ớt được. Giải thích là hỗ trợ cái bao tử rồi mà vẫn không chịu. Bà nói ông vợ chứ, cứ uống no không sao. Cứ thực hiện đúng như lời đây nói, không ai xuống dạy. Không có. Người ta muốn cho mọi mình khỏi bệnh thôi. Nghe không? Ok, rồi tôi đứng dậy đi. Lớp mình thiếu nghiêm túc lắm. Còn nếu như mà mình không làm cái đó làm sao khỏi được. Cho nên là tại sao mà ở đây á, là không nhận chữa bệnh, mà chỉ là hướng dẫn cho mọi người cái cách thôi. Hướng dẫn cho mọi người cách ăn sao, tập luyện sao, thì cái đó mới là cơ bản, chứ còn đâu phải là để chữa bệnh. Rồi thôi kìa. Ơi, nằm đây. Thanh niên. Rồi dở lên mông lên. Rồi,
Ok. Rồi, cứ về đi. Rồi, nó bị gian khổ sắp đó. Rồi, mềm cái đầu này. Mềm. Mày gọn quá. Rồi, ngửa đầu ra coi đỡ nha. Ngửa đầu ra, đầu ngửa ra đi. Ừ, coi sao nè. Dạng dạng rồi, bây giờ quay dưới tay. Okay, rồi, ok rồi, khá rồi. Ok, bây giờ tôi vẫn khuyên anh là một điều là nhìn nè, còn nếu anh muốn khỏi, còn nếu không thôi đừng có lợi đi chữa làm, nhờ tôi làm cái gì làm cái gì. Bởi cái đó là cái cơ bản, thấy không? Còn cái bao tử tôi đã nói rồi, anh cứ uống đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho, thấy không? Tại vì cái riêng cái này, chứ cái này tôi dám chịu trách nhiệm nha. À, cứ mình đã bao tử, mọi người nhớ cái này. Nếu mình có chắn đường đề bao tử, loét bao tử gì nè, thì mình ăn cơm nói xong rồi, thì mình dùng nước ớt này một muỗng với dầu, một loại dầu, mình trộn đều vô, mình ăn cái dầu đó. Dầu là thì nước muỗng như thế nào chứ? Trộn đều với dầu. Một muỗng nước ớt với một loại dầu. Rồi mình trộn đều với nhau. Rồi mình ăn thì nó không ảnh hưởng tới dạ dày, nhưng mà nó sẽ chữa được cái dạ dày của mình. Rồi, nhưng mà không thể nào không nhịn ăn. Chỉ có nhịn ăn thì mới cứu được mình thôi. Đó, rồi, ok. Bác mời bác như vậy.